Bà trú tại Bắc Ninh, kết duyên năm 1990 và có với chồng 3 người con. Năm 2017, do muốn có thêm con, Phi Tần chồng bà tới trung tâm hỗ trợ sinh sản, bệnh viện Bưu Điện để làm thụ tinh ống nghiệm. Kết quả, Phi Tần chồng bà lọc được 2 phôi. Trong đó, một phôi cấy thành công, tới tháng 9 năm 2018 thì bà nở. Sinh một nhỏ nhắn trai, phôi còn lại Phi Tần chồng bà gửi lại bệnh viện để cấp đông lưu trữ. Bệnh viện Bưu Điện, nơi xảy ra vụ tấn công cắt phôi thai có 102. Ảnh bảo vệ pháp luật. Đến tháng 4 năm 2019, bà N. bất thần chiếm được cuộc gọi của bệnh viện hỏi về tình hình sức khỏe thai nhi từ phôi thứ hai. Sau một hồi ngỡ ngàng và dò hỏi, bà được phía bệnh viện cho biết phôi này chuyển vào ngày 2 tháng 4 năm 2019 và đã đậu thai. Nghi ngờ phôi bị tấn công cắp, bà N. tra hỏi chồng và ông này thừa nhận đã lấy phôi thứ hai để cấy cho một thiếu nữ trú tại Bắc Giang. Theo bà N., giữa chồng mình và người thiếu nữ trên có mối quan hệ phi chính nghĩa với nhau. Để có thể lấy phôi, chồng bà N. đã làm giả giấy ủy quyền của Phi Tần cho người thiếu nữ đóng giả là bà N. nhằm qua mắt nhân viên rà soát của bệnh viện. Ông này cũng cung ứng cục bộ các thông tin liên quan đến Phi Tần, còn để người thiếu nữ có thể trả lời khi bị hỏi. Bà Nguyễn Thị Nhã, trưởng Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Bưu Điện, xác nhận vụ việc hy hữu trên và cho biết ngay khi chiếm được đơn của bà N., đơn vị đã rà soát lại cục bộ quy trình. Theo bà Nhã, ông chồng và người thiếu nữ đã quá tinh vi, khiến nhân viên bệnh viện không thể nào phát hình thành gian lận. Thông thường, để làm thủ tục lọc trứng, chuyển phôi, gửi phôi, Phi Tần chồng đều phải có chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kết duyên bạn dạng gốc. Khi rà soát, trung tâm sẽ có nhiều lớp kiểm tra, trước tiên rà soát giấy tờ, tiếp đó rà soát khi thay quần áo, rà soát trước khi cắm chuyền và cả trước khi chuyển phôi. Phía trung tâm cũng có ngân hàng câu hỏi để kiểm tra, tuy nhiên khi được hỏi, người thiếu nữ đều trả lời đúng. Hơn thế, người này và bà N. lại ngang tuổi nhau, chứng minh nhân dân đã cấp cách đây cả chục năm, ảnh rất mờ nên rất khó phát hiện. Cũng theo bà Nhã, khi tới bệnh viện, bà N. có kể rằng bị chồng lấy rồi mất chứng minh nhân dân. Rồi một lần khác, ông này bảo Phi Tần đưa tiền đến bệnh viện đóng tiền cáp lưu phôi. Thực tế, ông có tới đóng tiền và tóm cáp về đưa cho Phi Tần. Nhưng vài ngày sau, ông ta quay lại bệnh viện, báo bị mất cáp và làm đơn xin cấp lại cáp mới nên bệnh viện đã đồng ý. Có được cáp thứ hai, ông chồng và người thiếu nữ càng thuận tiện hơn trong việc chuyển phôi. Tuy nhiên, do cục bộ hồ sơ chuyển phôi lần hai đều mang tên và số laptop của Phi Tần chồng bà N. Do vậy, theo quy định, sau khi chuyển phôi, bệnh viện sẽ gọi cho gia đình. Cũng vì đó mà bà N. phát hình thành sự việc. Theo bà Nhã, trước đây trung tâm có rất nhiều trường hợp làm giả giấy tờ để mang thai hộ nhưng đều bị phát hiện. Còn với vụ việc này, tất cả mọi thứ đều khớp. Để phòng tránh các trường hợp tương tự xảy ra, bệnh viện đang lắp hệ thống nhận diện vân tay và móng mắt, mỗi trường hợp sẽ có mã số riêng. Trước khi chuyển phôi, bệnh viện sẽ đòi hỏi kiểm tra cả hai Phi Tần chồng, đúng mực mới được lấy phôi.